trạng thái biến hình đẹp nhất. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại OV Dragon. Mỗi năm đánh dấu sự ra mắt của hàng trăm phim hoạt hình mới, nhưng thật đáng kinh ngạc khi thấy những tác phẩm kinh điển cũ như Bảy viên ngọc rồng của Akira Toriyama vẫn có thể tạo ra nhiều hứng thú như thế nào. Dragon Ball vẫn đi đầu trong thể loại shonen kể từ những năm 1980 và cẩn thận phát triển các nhân vật cùng với câu chuyện của nó theo cách phù hợp với các bộ anime hiện đại. Thế giới Pyrom tiếp tục chuyển sang những ý tưởng mới trong nỗ lực phát triển bộ truyện đã 38 tuổi này. Từ đó, chúng ta có thể thấy rất nhiều tên phản diện mới ra đời, kéo theo sự gia tăng sức mạnh của các chiến binh Z. Các trạng thái mới cũng liên tục ra mắt khán giả kể cả với nhân vật phản diện hay chính diện. Chính sự thương mại hóa Dragon Ball đã làm series này trở nên gần gũi với các fan hơn bao giờ hết. Dần dần chúng ta coi Pyrom như một bộ phim hàng ngày, các tình tiết trong phim không còn làm chúng ta quá bất ngờ, thậm chí ngay cả việc biến hình của các nhân vật trong thương hiệu này. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ liệt kê 10 trạng thái sức mạnh và biến hình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người hâm mộ. Mình lựa chọn các trạng thái này dựa trên thiết kế của chúng và sẽ sắp xếp top 10 một cách ngẫu nhiên. Giới thiệu như vậy là đủ rồi. Bây giờ anh em hãy chọn cho mình một chỗ ngồi ấm cúng và chúng ta lập tức bắt đầu video nào. 10. Zabon quái vật. Bảy viên ngọc rồng đã đi một chặng đường dài kể từ chuyến du hành đầu tiên của các chiến binh Z đến hành tinh Namek. Đây là một trong những saga quan trọng nhất của Dragon Ball bởi nó chịu trách nhiệm giới thiệu một số kẻ thù nguy hiểm. Zabon là một trong những tay sai đáng tin cậy của Frieza và là nhân vật hiện thân thực sự của câu ngạn ngữ người đẹp và quái vật. Ngoại trừ khả năng biến hình của dân Saiyan nói chung, thì Zabon là người đầu tiên có thể thay đổi hình thể của mình. Trong trận đấu với anh Rau trên tinh cầu Namek, Zabon đã phơi diễn khả năng này khiến đối thủ há mồm kinh ngạc. Vẻ ngoài khá phong cách và bóng bẩy của hắn được thay bằng hình thức của một con quái vật kinh dị. Cùng với đó, sức mạnh của Zabon cũng tăng lên đáng kể và suýt chút nữa Vegeta đã bỏ mạng dưới tay hắn. Tất cả sự đẹp đẽ của Zabon đều bị xóa bỏ vì hình dạng quái dị không dễ nhìn nhưng mạnh mẽ hơn đáng kể này. Tuy nhiên, ở lần thứ hai biến hình, Zabon không thể cân được Vegeta, do anh Rau đã mạnh hơn sau khi được chữa lành vết thương. Cuối cùng, trạng thái quái vật Zabon cũng không gánh nổi cái mạng của hắn, nhưng sự biến hình với thiết kế dị hợm này đã để lại ấn tượng trong tâm trí cộng đồng fandom. 9. Perfect Cell. Thế giới Pyrom thường xuyên có những kẻ phản diện trải qua nhiều quá trình biến đổi. Việc diện mạo ban đầu của một nhân vật phản diện sẽ cực kỳ khác biệt vào thời điểm họ đạt được toàn bộ sức mạnh đã trở thành điều hết sức bình thường. Tiêu biểu là Cell, con bộ hùng có những dạng riêng biệt gồm không hoàn hảo, bán hoàn hảo và hoàn hảo. Dạng hoàn hảo được unlock khi Cell hấp thụ hai cái điện thoại Samsung. Ở dạng không hoàn hảo, Cell rất yếu ớt và nhìn khá đáng sợ. Trong trận đánh với Piccolo, hắn thậm chí không thể đo ván anh và phải dùng chiêu Thái Dương Quyền để bỏ trốn. Sau đó, Cell cũng bị số 16 bón hành trước khi hắn hấp thụ số 17 và trở thành dạng bán hoàn hảo. Ở dạng này, sức mạnh của Cell đã gia tăng nhưng hắn vẫn bị ăn hành bởi anh Rau. Chỉ đến khi con bọ hung hấp thụ số 18 và kích hoạt dạng hoàn hảo, sau mới cho cả đám Z biết thế nào là lễ hội, hắn quay lại và Vegeta một trận ra trò và còn bày đặt đánh đại hội võ thuật mang tên Cua Dạo Chơi của Cell. Chính vẻ ngoài kinh dị và sự yếu đuối của Cell trước đây đã làm bật lên sự nguy hiểm của hắn khi ở dạng hoàn hảo. Từ bộ dạng điển trai hơn, cơ bắp hơn cho tới sức mạnh kinh hồn của Perfect Cell đã gây ấn tượng sâu với khán giả bởi màn lột xác ngoạn mục này. 8. Meta Rindo là một trong những saga nổi bật nhất Dragon Ball GT. Cuộc chiến giữa nhóm Goku và chủng tộc Machine Mutan là tiền đề trước khi thằng Baby thực sự ra mắt. Tuy làm nền cho sự xuất hiện của em bé, nhưng Machine Mutan đã gây cho nhóm khỉ con không ít khó khăn trong cuộc chiến giành ngọc rồng. Kẻ mạnh nhất trong tộc máy móc này chính là Rindo. Hắn cũng được tạo bởi giáo sư Miu như bao cỗ máy khác trên hành tinh M2. Khi nhóm khỉ con bị Giru dự đến tinh cầu M2, Rindo đã ra lệnh cho Mega Cannon Sigma bắt sống Chuan và Goku về để thực hiện nghiên cứu, bởi cả hai đều sở hữu sức mạnh rất khủng khiếp. Tuy nhiên âm mưu đó đã phá sản bởi Pan đã cứu được cả Goku và Chuan. Khỉ con sau đó đã chiến đấu với Rindo, lúc này đã hấp thụ tàn tích của Mega Cannon Sigma và trở thành Hyper Meta Rindo. Trạng thái này của hắn không quá nổi bật trên khi Goku biến thành dạng tóc vàng, khiến hắn tiếp tục hấp thụ kim loại trên hành tinh M2 để trở thành Meta Rindo. Đây là lần biến đổi mạnh mẽ nhất của Rindo. Ở dạng này, toàn thân hắn màu bạc, hình thể cơ bắp hơn với những chiếc gai trên ngực và vai. Lực chiến của Meta Rindo cũng gia tăng đáng kể và điều này gây ra không ít khó khăn cho Goku trong việc đánh bại hắn. Nhưng sau cùng, thanh khỉ cũng thành công tiêu diệt Rindo. 7. Great AP. Sau khi đi qua bao nhiêu trạng thái xanh đỏ tím vàng xuyên không thời gian, bây giờ mình sẽ trở về với hình thái biến đổi đơn giản nhất trong toàn bộ thế giới Pyrom, và đó chính là Great AP của người Saiyan. Hình thái này có lẽ anh em đã thuộc lâu lâu rồi, đây là sự biến đổi đầu tiên trong series Dragon Ball. Người Saiyan chỉ cần còn đuôi và nhìn lên trăng tròn là sẽ biến thành một con khỉ đột khổng lồ với sức tàn phá điên cuồng. Dân Saiyan đã tận dụng đặc điểm này để đi chiếm phá các hành tinh khác nhau trong thiên hà, gây nhiều thù oán với những chủng tộc khác. Giờ đây, hình thái Great AP đã là một điều hiển nhiên trong series Pyrom. Tuy nhiên, vào thời điểm nó mới ra mắt tại phần Dragon Ball nguyên bản, đây thực sự đã là một cú sốc. Một nhân vật biến thành một con khỉ khổng lồ và hung dữ là điều có duy nhất bộ truyện này dám làm. Mình tin chắc rằng sẽ có nhiều em nhỏ gặp ác mộng với con khỉ đột này cho mà xem.
6. Super Janemba. Janemba là nhân vật phản diện được giới thiệu trong movie Dragon Ball Z Fusion Reborn với tư cách là một đối thủ xứng tầm của Gogeta. Hình dạng ban đầu của Janemba không tạo được nhiều ấn tượng và hắn gần giống như một phiên bản kém năng lực hơn của kẹo bông gòn Good Boo được sinh ra bởi Sake Demon. Janemba có mối quan hệ với Vương quốc Quỷ. Điều này không trở nên rõ ràng cho đến khi hắn biến thành Super Janemba. Trạng thái mới này là sự cải tiến về mọi mặt. Janemba không chỉ có được thanh kiếm chết chóc mà sức mạnh của con quỷ cũng tăng lên vô cùng đáng sợ. Hắn đánh bại cả Vegeta và Goku trong trận đấu tay đôi và sau cùng cả hai phải hợp thể thành Gogeta thì mới có thể tiêu diệt Super Janemba. 5. Golden Frieza. Nhắc đến biến hình, chúng ta không thể bỏ qua con thằn lằn này rồi. Thậm chí, sự biến đổi của hắn còn ăn sâu trong tâm trí các fan với câu nói mang tính biểu tượng "GT not final form", tạm dịch là đây chưa phải trạng thái cuối cùng của ta đâu. Bản thân hắn khi chào sân ở tinh cầu Namek đã cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về một nhân vật quái dị với hai chiếc sừng trên đầu đi với một cái đuôi. Đến form 3, hắn trông không thể nuốt nổi với cái đầu và cầu vai được kéo dài ra, cộng thêm 4 cái sừng mới. Tuy nhiên, lần biến đổi tạo ấn tượng lớn nhất của con thằn lằn không phải là form 3 mà là trạng thái Golden Frieza. Đây là thành quả sau 4 tháng luyện tập của hắn để chuẩn bị báo thù thằng khỉ Goku. Golden Frieza lần đầu xuất hiện trong movie Dragon Ball Z The Return of Frieza. Sự xuất hiện của trạng thái này đã làm các fan vô cùng phấn khích bởi không chỉ mang vẻ ngoài màu vàng bắt mắt mà đây cũng là minh chứng cho việc chủng tộc Frost cũng có thể biến hình như người Saiyan. Hơn nữa, con thằn lằn lại sẵn có sự yêu mến từ khán giả nên trạng thái mới này của hắn được đón nhận cũng là điều dễ hiểu. Về tạo hình, Golden Frieza không có nhiều khác biệt so với True Form của hắn. Điểm thay đổi lớn nhất đó là phần da màu trắng nay được sơn vàng cùng một vài phần màu tím ở bàn tay và mặt. Về sức mạnh thì ôi thôi rồi, chỉ sau 4 tháng tập luyện, con thằn lằn thậm chí đã vượt qua Goku. Nếu như hắn có thể làm chủ sức mạnh mới đó thì anh khỉ đã đi đời rồi. Ở chap 87 manga Rambo Super mới đây, chúng ta đã được chiêm ngưỡng Black Frieza là trạng thái tiếp theo của con thằn lằn. Tuy nhiên, Black Frieza không gây nhiều tiếng vang trong cộng đồng fan như Golden, bởi như mình đã nói, Golden là trạng thái minh chứng cho việc chúng ta Frost cũng có thể biến hình tương tự Super Saiyan, còn Black chỉ là một cấp độ mới cao hơn Golden mà thôi. 4. Goku và Vegeta Super Saiyan God. Super Saiyan God là trạng thái sức mạnh tiếp theo mà anh khỉ và anh rau unlock sau khi kết thúc phần Pyrom Z nếu chỉ tính mạch truyện chính. Lần đầu xuất hiện trong movie Dragon Ball Z Battle of God, trạng thái này gây chú ý với người xem là về phần màu sắc vô cùng bắt mắt. Toàn bộ tóc, lông mày và con người của chủ thể sẽ có màu đỏ, cơ thể sẽ teo lại một chút so với trạng thái Super Saiyan khác. Theo lời Perasama, Goku đã chạm đến sức mạnh của thần trong trạng thái Super Saiyan God mà anh dùng để tẩn nhau với mèo gầy. Tuy rất mạnh ở thời điểm ra mắt, nhưng Goku tóc đỏ vẫn không thể chiến thắng Perot trong trận chiến của những vị thần. Ở những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, Super Saiyan God đã hoàn toàn bị ao trình trước những cấp độ sức mạnh quá lớn khác. Ngoài khỉ con và Vegeta, còn có Trunks tương lai cũng đạt được trạng thái này trong phần phim quảng cáo Super Dragon Ball Hero. Super Saiyan God tuy chưa từng giành được chiến thắng nào trong các trận đấu, nhưng nó là tiền đề cho Super Saiyan Blue sau này. Vì vậy, đây vẫn là trạng thái đáng chú ý và gây nhiều ấn tượng với khán giả. Và Vegeta Uchago, đây là trạng thái mới nhất cũng như mạnh nhất của anh rau. Nó xuất hiện tại Granola Saga và là thành quả sau tháng ngày khổ luyện cùng Perot. Uchago là trạng thái cần thiết để vị hoàng tử Saiyan có thể bắt kịp với series Dragon Ball khi mà bộ truyện này liên tục cho ra những cấp độ sức mạnh khủng khiếp mới như Ultra Instinct, Black Frieza, vân vân và Mei Mei. Đây là trạng thái để anh rau đối xứng với Ultra Instinct của khỉ con. Uchago được mô tả là một yếu tố chính của God of Destruction và nó là một sức mạnh được thúc đẩy bởi cơn thịnh nộ trái ngược với sự bình tĩnh cần thiết cho Ultra Instinct. Trạng thái này đã thực sự biến đổi anh rau, khiến anh chiến đấu với bản năng của một người Saiyan đích thực, chứ không còn vướng bận về bất kỳ điều gì nữa. Sức mạnh gia tăng và hào quang ma mị của Uchago là một sự thay đổi xứng đáng với vị trí của Vegeta trong series Pyrom. 2. Goku và Vegeta Super Saiyan 4. Super Saiyan 4 trong Dragon Ball GT vẫn nhận được rất nhiều lời chỉ trích trong Dragon Ball Canon. Dragon Ball Super đã tạo ra con đường của riêng mình và giới thiệu các giai đoạn Super Saiyan tiếp theo của riêng nó xảy ra ngoài Super Saiyan 3. GT có cốt truyện khác và một sự nâng cấp sức mạnh khác dành cho anh khỉ cũng như anh rau, đó chính là Super Saiyan 4. Sự biến đổi này cho đến nay là cực đoan nhất trong các thiết kế Super Saiyan khác nhau. Trạng thái này từ bỏ mái tóc vàng và bao phủ cơ thể bằng lông động vật, gần giống như cả hai đã tiếp thu nguồn gốc Great AP của mình. Đó là một cái nhìn không phổ biến với tất cả mọi người, nhưng đây là một tạo hình mới đầy táo bạo dành cho hai nhân vật chính của chúng ta và cũng là một trong những trạng thái sức mạnh có lưu giữ lâu nhất trong tâm trí của người hâm mộ. 1. Goku Perfected Ultra Instinct. Goku đã bị ám ảnh bởi việc hoàn thiện bản năng vô cực kể từ lần đầu tiên anh bắt đầu chuyển đổi trong giải đấu sức mạnh. Ban đầu, Goku sử dụng các phiên bản không hoàn chỉnh của bản năng siêu phàm và khi còn phải mất một thời gian luyện tập để tìm ra cách chế ngự trạng thái sức mạnh này. Cho đến Moro Saga, cuối cùng Goku đã unlock trạng thái Perfect Ultra Instinct. Các phiên bản khác nhau của bản năng siêu phàm đều được đánh dấu bằng ánh hào quang màu trắng nổi bật, nhưng bản năng siêu phàm hoàn hảo có nhiều thứ nhất. Lần biến đổi quan trọng này không chỉ khiến Goku trông giống như một vị thần, mà sức mạnh của khỉ con cũng tăng đến mức biến anh trở thành người mạnh nhất đa vũ trụ tại thời điểm Moro Saga và giúp anh bán hành cho con dê già kia.
Trên đây là 10 trạng thái biến hình với thiết kế hay nhất và gây nhiều ấn tượng nhất cho khán giả mà mình đã thông tin đến anh em trong video này. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Như thường lệ là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Video đến đây là hết rồi. Nếu anh em thấy thích video này thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye!